Xin chào tất cả mọi người, lại thêm một cái mẫu áo dài cách tân mới về nữa đây các chị ơi. Rất là xinh đẹp, xoay một vòng cho các chị coi ha. Và mẫu áo dài này là cái form rộng các chị. Và kiểu này ngắn em sẽ phối với lại một cái chiếc quần legging như thế này thôi. Rất là đơn giản và phía trên này sẽ có một cái điểm nhấn đặc biệt dành cho các chị. Một cái họa tiết bông theo rất là xinh đẹp ha. Tay lỡ và có cổ cho mọi người luôn. Mặt thứ nhất vừa lịch sự vừa sang trọng và nhìn rất là dịu dàng. Hai bên đây sẽ xẻ tài cho mọi người nè. Nhưng không quá cao, các chị mặc rất là kín đáo nha. Phối với lại quần màu trắng hoặc là quần màu đen đều đẹp. Chất liệu của nó là bằng vải phi lụa, rất là xinh cho mọi người mặc cực kỳ mát và nó sẽ có độ co giãn nhẹ cho các chị ha. Và áo dài này thì bên em về có tổng cộng là 3 màu dành cho mọi người luôn. Bây giờ em sẽ chuyển sang một cách cho các chị coi thử là form áo dài này gồm có những màu nào ha. Đợi em tí nha. Màu sắc tiếp theo nữa đó các chị ơi, màu tông màu đỏ và nó cực kỳ nổi bật. Như màu đầu tiên em mặc là màu vàng trẻ trung rồi và màu đỏ này mình mặc vô rất là trắng da các chị và cũng rất là trẻ ha. Màu đỏ thì em thấy là ai mà cũng được hết. Và đỏ này không phải là đỏ quá chói các chị nha, mặc không hề bị kén da và chất liệu là bằng phi lụa cho nên mặc vô nhìn rất là cao cấp nè. Phía trên vẫn là sẽ có thêu hoa cho các chị nhưng mà là màu đỏ luôn và họa tiết lá màu xanh làm nổi bật cái hoa lên cũng rất là nhiều ha các chị ha. Lại gần cho mọi người xem chất liệu nè, rất là xinh đẹp, xoay một vòng cho các chị coi nha. Rồi phía trước phía sau và hai tay là tay lỡ, các chị mặc vô che được cái bắp tay cũng như là chị nào có phần trên hơi thô. Mặc cái mẫu này xinh lắm, mình có thể phối với lại quần màu đen hoặc là màu trắng và cũng có thể phối với chân váy cũng rất là xinh đẹp nha các chị nha. Form rộng rộng mặc cực kỳ thoải mái luôn, không hề bó bụng những chị nào có bụng không sợ bị lộ ha. Bây giờ em chuyển sang màu cuối cùng nha, đã là màu thứ hai rồi không biết là các chị đã chọn cho mình được cái màu nào chưa, để em thử mất màu còn lại cho các chị coi để mình dễ chọn ha. Màu sắc còn lại đây các chị ơi là đang một cuối cùng rồi thì màu này là màu trắng nhìn rất trẻ trung và em thấy nó nhẹ nhàng lắm mọi người ơi, nhìn dịu dàng. Những chị nào mà thích sự dịu dàng nè thì mình chọn màu trắng đi, tại vì màu trắng là một trong những cái màu nó kiểu như là màu nó nhẹ nhàng nhất trong tất cả ba màu. Màu vàng thì nó tươi mới, màu đỏ thì rất là nổi bật, màu trắng nhìn rất là dịu ha các chị ha. Xoay một vòng cho mọi người xem, màu trắng cũng rất là dễ mặc, không hề kén da kén dáng luôn các chị. Mình cũng có thể mặc áo này mình đi tiệc cưới cũng được nè, mình mặc vô nhìn rất là xinh. Áo và cách tân vẫn sẽ giữ được cái nét truyền thống của nó ha các chị ha. Phần cổ phần tay là mình mặc vô nhìn rất là gọn ở phần trên và này che bụng cho các chị luôn. Ba màu vàng đỏ trắng màu nào cũng xinh, chị nào mà thích màu nào chọn ngay cho mình màu đó.